Hello, xin chào các bác quay trở lại với Di động MV, chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ, chính hãng giá rẻ các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng em là số 111 Triều Khúc, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là số hotline và số Zalo là 0911003229. Đấy. Thì bên em chuyên mua bán các cái dòng điện thoại lướt, các cái điện thoại sử dụng rồi với cái giá hợp lý cho các bác. Thì hình thức mua hàng của bên em là các bác xem video em giới thiệu từng sản phẩm một, mà các bác thấy cái mẫu điện thoại nào mà phù hợp với mình thì các bác có thể cọc cho bên em 100.000, bên em sẽ ship code cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán lốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng các bác nhé. Ví dụ như đơn hàng 1 triệu thì khi thanh toán thì các bác chỉ phải thanh toán 900.000 thôi. 100.000 các bác đã đặt cọc trước rồi. Và bên em thì khi mà bên em gửi đi thì bên em sẽ chịu phí ship cho các bác luôn. Các bác chỉ phải thanh toán tiền hàng thôi, còn tiền ship thì bên em sẽ chịu. Đấy, thì ngày hôm nay em mới về được một số mẫu những cái điện thoại mới, em sẽ giới thiệu đến các bác này. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các bác một cái con iPhone X bản quốc tế 256GB. Máy này thì nhiều bác đang săn lùng các cái dòng điện thoại kiểu này. iPhone X quốc tế 256GB này, hình thức đẹp 99% luôn. Đấy, hình thức đẹp 99% luôn các bác nhé. Gần như không một vết cấn móp nào. Máy thì là máy full chức năng, bị lỗi Face ID. Cây này là bản quốc tế 256GB. Đây, lỗi Face ID. Quốc tế Face ID này nó sẽ không nhận được dạng được các bác nhé, không mở khóa được bằng khuôn mặt này. Còn lại mọi chức năng dùng bình thường. Nhiều bác không biết Face ID là gì thì em giải thích qua là Face ID là cái mở khóa bằng khuôn mặt. Khi mà chúng ta dí khuôn mặt vào đây thì cái khóa này sẽ mở ra này. Còn nếu bác nào mà không cần thiết đến cái khuôn mặt đấy thì cũng không quan trọng. Đấy. Máy thì là máy quốc tế 256GB. Máy iPhone X này, quốc tế bản 256GB nhé. Bản này thì các bác tha hồ lựa chọn luôn. Các bác tha hồ tải ứng dụng rồi lưu ảnh, lưu game các kiểu thoải mái. Cái iPhone X này là bản quốc tế, chỉ việc cắm SIM vào dùng thôi các bác nhé. Máy bị lỗi Face ID, còn lại mọi chức năng hoạt động hoàn hảo này. Cam 1X, cam 2X cực kỳ nhanh luôn. Cam trước các kiểu ngon này này. Cam trước cũng ngon luôn đấy. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Máy thì là main zin, màn zin, pin thì em đã thay pin mới 100% rồi các bác nhé. Những cái cây nào mà thay pin thì em sẽ bảo thay pin, còn cây nào là pin zin em sẽ báo là pin zin. Cây này là bên em đã thay pin mới 100% rồi các bác. Nói chung là những cái cây pin yếu, những dòng X này, cây nào pin yếu thì bên em sẽ thay pin luôn để cho hiệu năng của nó toàn tốt nhất. Pin 100% này, còn lại là tất cả là main zin, màn zin các bác nhé. Cây này thì nó bị lừa vỡ màn hình thì đã thay cái màn hình của cái máy, màn hình zin bóc máy của cái máy khác sang. Đấy, iPhone X bản quốc tế 256GB. Máy này, cây này em thanh lý là 5 triệu 2 các bác nhé. 5 triệu 2, cây iPhone X 256GB bản quốc tế 5 triệu 2. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác tiếp một cây iPhone X này, cũng màu trắng, hình thức thì đẹp cũng tầm 95-97%. Máy này là bản quốc tế 64GB. Mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo, hình thức thì đẹp 95-97% các bác nhé, cũng là màu trắng này. Được dán cây này thì full chức năng luôn, Face ID một phát nhận ngay này. Đây này. Face ID một phát nhận ngay luôn. Tất cả mọi chức năng ok, 1x, 2x này, cam trước này. Đấy, sử dụng ngon này, nói chung cây này thì chả có lỗi lầm gì hết. Đây, màn hình full luôn. Cây này thì main zin, màn zin bên em đã thay pin các bác nhé. Những cái dòng iPhone X này bây giờ đa phần là giữ cái pin của nó, pin gốc của nó thường là rất yếu, nên bên em sẽ thay pin luôn cho các bác. Đấy, cây này thì thay pin rồi và mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo này. Màn hình đẹp không một vết ám ố nào. Đấy các bác nhìn chưa, màn hình đẹp không một vết ám ố nào nhé. Máy này thì các bác chỉ việc cắm SIM vào dùng thôi. Cây iPhone X bản quốc tế 64GB thì dung lượng 64GB thì dùng cũng rất là ok rồi. Còn bác nào thích cao hơn thì có thể dùng 256GB. Cây này thì bản quốc tế 64GB. Cây này em đang thanh lý là 5 triệu 8 các bác nhé, cây iPhone X. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cây là cây iPhone XS này. Máy này màu gold, bản quốc tế 64GB. Thì cây này hình thức đẹp tầm 95%. Đấy, cây này hình thức đẹp 95% các bác nhé. Máy tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, cam trước cam sau đều ok. Nói chung là máy có như nào thì em báo luôn. Face ID này, Face ID phát nhận ngay này.
cam kiếc ok, cam 1x này, à, cam trước này, cam sau này 1x 2x này. Đấy. Wi-Fi cái phủng đều bắt nét căng đét luôn. Đấy, Wi-Fi cái phía em sẽ bắt cho các bác xem đấy, máy bắt được cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Máy tất cả là máy main zin, màn zin, pin em đã thay rồi các bác nhá. Cây này thì em đang thanh lý là 6 triệu rưỡi, cây iPhone XS bản quốc tế 64GB. Nói chung là những cái cây này các bác là tặng cho các bác đầy đủ là cường lực này. Cường lực nhá. Cường lực full màn luôn này. Tất cả những cái cây em gửi đi cho các bác, những cái cây iPhone thì thường em sẽ dán cường lực full màn cho các bác, tặng cho các bác sạc cáp và ốp lưng và miễn phí ship luôn các bác nhé. Cây này em thanh lý là 6 triệu rưỡi, cây iPhone XS bản quốc tế 64GB. Tiếp theo giới thiệu đến hai cây iPhone 8 này, em sẽ giảm giá mạnh hai cây iPhone 8 này. Hai cây iPhone 8 này em thanh lý là 3 triệu 8 một cây. Nói chung cái dòng 8 này thì chip A11 chạy cùng mấy con iPhone X nên em sẽ xả mạnh cái hai cái iPhone 8 này nhé, cho các bác nào mà thích nhỏ gọn này. Nhiều bác thì rất thích những cái máy mà nó bé bé, nó nhỏ gọn như này để đi lại cho nó tiện, thì cái dòng iPhone 8 này cực kỳ hợp lý luôn các bạn, dùng rất là mượt luôn các bác nhé. Dòng iPhone 8 này thì dùng cực kỳ mượt, vân tay nhạy này. Máy vân tay xem nào, con này biết em đã cài vân tay chưa đây. Đây em sẽ cài vân tay cho các bác xem. Nói chung là cái dòng này vân tay cực kỳ nhạy mà hiệu năng của nó dùng rất tốt. Đây vân tay đây, thêm dấu vân tay, máy này chưa cài đấy. Máy vân tay nhạy các bác nhé, đầy đủ chức năng luôn. Nói chung là không có một cái lỗi lầm gì. Em đang thanh lý là 3 triệu 8 một cây iPhone cây 8 nhỏ này. Dòng 8 nhỏ này thì các bác nếu mà dùng đi lại nhiều thì các bác dùng dòng 8 nhỏ này rất là hợp lý luôn. Với cái hiệu năng của nó thì rất là mượt mà, ổn định. Mà hình kích thước của nó thì nhỏ gọn. Đấy, cây iPhone 8 này em thanh lý là 3 triệu 8 một cây các bác nhé. Tặng đầy đủ cho các bác là sạc cáp và dán cường lực. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác cây iPhone 7 nhỏ này. Cây này là bản quốc tế 32GB, máy màu vàng gold này. Máy màu vàng gold. Đấy, 7 nhỏ quốc tế 32GB. Tất cả mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo hết. Vân tay các kiểu ngon lành. Cây này em đã thay pin mới 100% rồi. Hiệu năng cực kỳ tốt luôn cái dòng này thì. Đấy, thêm vân tay này. Ok luôn các bác nhá. Cây 7 nhỏ này mọi chức năng hoạt động là ok. Đấy. Các bác dùng nhỏ gọn thì các bác có thể dùng 7 nhỏ, 8 nhỏ hoặc là 6S thì là những cái cây là nhỏ gọn mà hợp lý. Giá thì bây giờ nó cũng rẻ thôi, như cây 7 nhỏ này thì em thanh lý là 2 triệu rưỡi các bác nhá. Bản quốc tế 32GB, thanh lý là 2 triệu rưỡi. Các bác chỉ việc là cắm sim mà vào dùng thôi. Dọc này thì em bao full chức năng cho các bác và main zin, màn zin. Những cây nào pin yếu thì bên em đã thay pin rồi. Tiếp theo giới thiệu đến các bác một cây iPhone 7 Plus này. Cây này cũng là màu vàng gold. Đấy, cây màu vàng gold, hình thức đẹp 99% luôn các bác nhé. Đây này. Không xước sát gì cả. Hình thức đẹp. Cây này thì em bán là 4 triệu 2, máy thì full chức năng, pin bên em đã thay pin 100%, máy zin luôn các bác nhá. Bên em không bán những cái hàng sửa chữa main. Đấy, cây này là iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB. Bác nào thích màn to thì có thể dùng cây iPhone 7 Plus này cũng rất là hợp lý này. Cây này em đang thanh lý là 4 triệu 2, tặng đầy đủ cho các bác là dán cường lực và sạc cáp để các bác dùng. Tiếp theo giới thiệu đến một cây là cây 6 Plus. Cây này bản quốc tế 64GB nhé. Hình thức thì đẹp 98-99% luôn. Hình thức vỏ rất là đẹp các bạn. Cây này em đang thanh lý là 2 triệu rưỡi. Quốc tế 64GB, 6 Plus, quốc tế 64GB. Còn một cây tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cây là cây 6S Plus bản lốc nhé. Đây là bản lốc nhưng mà là 6S Plus bản 32GB. Máy này thì 2 triệu 3 thôi. Máy full chức năng, các bác chỉ việc cắm sim mà vào dùng. Nói chung là pin thì em đã thay, pin này thì pin 93%, pin đã thay rồi nhưng mà thay pin dung lượng cao 93%. Nên các bác dùng thoải mái luôn. Đây xem cái thời gian sử dụng pin này, cái thời lượng sử dụng pin của nó hao cực kỳ luôn, gần như không hao một tí gì. Đấy các bác nhìn cái mức sử dụng, cái mức để chờ của pin này là các bác sẽ biết là cái pin ấy nó có ổn định hay không. Cái mức chờ này nó ngang ngang này là cực kỳ tốt luôn, gần như không hao nguồn một tí gì. Cây iPhone 6S Plus này máy full chức năng, mọi tính năng hoạt động ok hết. Các bác chỉ việc cắm sim mà dùng thôi nha các bác nhé.
máy lốc nhưng em đã fix lên quốc tế rồi nên là nó không khác gì máy quốc tế cả, chỉ việc cắm sim vào dùng. Cây này em thanh lý là 2,3 triệu đấy. Cái phân khúc tầm 2 triệu hơn 2 triệu đến 4 triệu thì em cực kỳ nhiều cái dòng iPhone này luôn. Nên các bác nào mà thích mẫu điện thoại nào thì các bác cứ nhắn tin gọi điện cho em sẽ tư vấn cho các bác đấy. Tiếp theo dòng iPhone thì em sẽ giới thiệu đến những cái cây iPhone đời cao nhà em mới về nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến một cây iPhone XS màu gold này. Cái dòng XS đời cao này thì em bao zin đến từng con ốc luôn, thậm chí là cái ốc bên dưới này còn chưa từng tháo ra một lần cơ. Đấy, máy thì là máy zin nguyên bản 100%, nguyên áp suất luôn. iPhone XS này, cây này thì hình thức đẹp tầm 95%. Đây hình thức viền viếc này. Em quay sát lại cho các bác xem. Viền bụng này đẹp không có. Nó chỉ nếu mà nó có xước thì nó xước chỉ chấm cực kỳ nhẹ thôi nên là. Đấy em quay sát lại cho các bác xem luôn cái viền. Những cái dòng đời cao này em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Dòng XS Max này thì hiện tại thời điểm này màn to mà rất nhiều bác đang săn lùng các cái dòng XS Max này vì màn nó to dùng rất là hợp lý. Tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn các bác nhá. Đây, ngon lành luôn. Face ID này. Face ID này, một phát nhận ngay luôn này. Đấy, vuốt máy màn zin. Màn zin nguyên bản luôn. Chưa sửa chữa bất kỳ một thứ gì, thậm chí áp suất còn căng đét luôn các bạn. Cây những cái cây iPhone XS này thì cây iPhone XS Max này thì em đã bán cũng khá nhiều bác cũng mua cái dòng này rồi, dùng rất ok. Pin thì cây này đang là 87%, pin zin của máy luôn các bác nhé. Pin zin 87% này thì các bác cứ dùng thoải mái luôn. Không lo. Cây này thì mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, nói chung là nó là máy zin, hình thức đẹp. Cây này em đang thanh lý là 8,3 triệu này các bác này. Tặng cho các bác là sạc cáp và dán cường lực các bác nhé. iPhone XS Max bản quốc tế 64GB, máy này là quốc tế Mỹ. Đấy, Face ID phát nhận ngay luôn, không cần phải đợi chờ thì hết, máy quốc tế Mỹ này 64GB. Cây này full chức năng, zin nguyên bản 100%, em bao zin đến từng ốc con ốc luôn. Cây iPhone XS Max này em thanh lý là 8,3 triệu các bác nhé. Pin 87%. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone cũng XS Max, pin 93%. Nhưng cũng giá bằng cái cây 87% kia. Bởi vì sao? Bởi vì cái camera này nó hơi bị dạn một tí kính như này này các bác này. Đấy, nó hơi dạn một tí kính này nhá. Nhưng nó không ảnh hưởng đến một chút gì đến cái chất lượng của camera hết. Mà máy này thì cũng zin nguyên bản 100% đến từng con ốc luôn các bác ạ. Đây, Face ID này. Face ID một phát nhận ngay nhá. Đấy, nó mở một phát nhận ngay luôn. Camera đây. Camera nó bị sứt một tí đấy, nhưng nó không ảnh hưởng một cái gì các bác này. Đấy, không ảnh hưởng đến một cái gì đến chất lượng của hình ảnh này. Chụp ảnh vẫn nét căng luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Camera nó bị dạn một tí kính chỗ này thôi nên em không muốn thay vì đây nó là vỏ zin của nó. Cây này thì pin 93% cơ. Bình thường nếu mà cây 93% pin như này mà không bị dạn cái camera này thì nó giá nó phải là gần 9 triệu các bác nhá. Nó phải ít nhất phải 8,8 triệu đến 8,9 triệu. Nhưng cây này em giảm mạnh xuống còn 8,3 triệu bằng hai cây XS Max bằng nhau. Các bác nào mà không quá quan trọng về cái camera này nó hơi dạn một tí như này thì các bác có thể lựa chọn cây 93% này, 93% pin này cực kỳ ok luôn. Máy thì là nguyên áp suất, zin đến từng con ốc các bạn. Cây này mật khẩu là cái gì này? Đây. Đấy. Máy thì vỏ viền viếc là không một vết xước nào các bác nhá. Đây này, viền rất đẹp không một vết cấn móp nào này. Cây iPhone XS màu gold này cầm cực kỳ đẹp và sang luôn. Đấy, em thanh lý chỉ có 8,3 triệu thôi. Các bác lựa chọn những cái dòng XS Max thời điểm này cực kỳ hợp lý. Nếu mà cần một cây máy zin thì các bác có thể lựa chọn những cây XS Max màu gold như này. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 này. Cái dòng 11 này thì nhà em chỉ còn một cây duy nhất này thôi. 11 này thì pin của nó là siêu bền rồi. Hình thức thì máy là màu xanh ngọc này. Cái màu này thì cả trai cả gái dùng đều ok. Màu xanh ngọc này rất là đẹp. Bên ngoài nhìn cầm đẹp cực kỳ luôn. Hình thức đẹp 99% luôn này. Đấy, máy này zin nguyên bản luôn các bác nhá. Chưa sửa chữa bất kỳ một thứ gì. Đấy. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Face ID các kiểu ngon lành đây. Xem Face ID xem là đấy, nhận một phát nhận ngay này.
Cây này thì là máy quốc tế 64GB, iPhone 11 này, đang chạy phiên bản iOS 14 thôi. Bản quốc tế này 64GB. Mọi chức năng hoạt động ok hết. Camera này, cái dòng 11 này thì gọi là pin của nó thì cực kỳ trâu rồi. Camera 0.5 này. Đấy, chụp ảnh cực kỳ đẹp các bác nhé. Đấy, cam trước ngon lành luôn. Cây iPhone 11 này máy zin nguyên bản luôn các bác nhé. Cây này em đang thanh lý là 9 triệu tròn. Màu máy màu xanh ngọc này, rất là đẹp. Đấy, máy màu xanh ngọc rất đẹp luôn. Cả trai cả gái đều dùng ok. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone là iPhone 11 Pro. 11 Pro này thì máy quốc tế 64GB, hình thức thì đẹp tầm 95% các bác nhé. Máy thì máy zin nguyên bản luôn, pin 86%, bản quốc tế Mỹ. Đây, mọi chức năng Face ID các kiểu ngon này luôn, máy zin các bác nhé. Đây, máy zin hết. Máy tất cả là máy zin. Bên em chỉ bán là những cây nào nó như nào em sẽ trình bày luôn trên video để các bác mua cho nó thuận lợi. Bản quốc tế 64GB này. Đây, máy này 11 Pro bản quốc tế 64GB. Cây này em đang thanh lý là 10.2 triệu các bác nhé. 11 Pro. Dòng 11 Pro này thì dùng rất ok luôn. Cây pin cực kỳ trâu luôn các bạn. Cây này pin 86% nhưng mà hiệu năng trải nghiệm của nó các bác dùng thoải mái một ngày luôn. Đây, em sẽ vào mục pin cho các bác xem này. Pin 86%. Tình trạng pin. Đấy, dùng cái lượng pin của nó xuống rất ổn định luôn. Những cái máy mà nguồn tốt thì pin nó cực kỳ là ổn định. Đấy. Trong 10 ngày này dùng cực kỳ ổn định luôn các bác nhé. Cái iPhone 11 Pro này thì các bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác cứ nhắn tin cho em sẽ quay chi tiết tất cả mọi chức năng cho các bác. Mà không, những cái cây này thì các bác mua cây nào thì em cũng sẽ chụp ảnh này, quay chi tiết tất cả các góc cạnh của cái máy để cho các bác xem. Các bác cứ nhắn tin qua cái fanpage di động MV này của bên em thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác nhé. Còn nếu mà gọi điện trực tiếp qua cái số này hoặc nhắn tin qua số này thì em sẽ trực tiếp trả lời cho các bác. Đấy, các bác có thể nhắn tin qua hai hình thức như thế để đặt hàng, mua hàng của bên em. Tiếp theo giới thiệu lốt một cây iPhone, dòng iPhone nữa là cây iPhone 11 Pro Max. Cây này em mới về múc chiều nay. Cây này thì nói chung là nó đẹp đến gọi là hàng tuyển chọn luôn. Cây iPhone 11 Pro Max này máy màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn các bác này, đẹp đến 99% luôn nhé, nếu không muốn nói là đẹp 100%. Những cây cũ thì em chỉ dám nói đến 99% thôi vì nó không có một cái vết xước nào luôn các bạn. Đây, soi kỹ nó không có một cái vết xước nào, nó đẹp. Đẹp gần như đẹp không tì vết luôn nha các bác nhé. Đấy, người ta hay nói là đẹp như ngọc trinh thì cây này nó đẹp không tì vết nào. Máy màu xanh rêu, bản quốc tế 64GB, cây này nguyên bản 100% luôn, thậm chí là nguyên đến từng con ốc các bác nhé. Bác nào Hà Nội có thể qua xem trực tiếp cây này, nếu mà xa thì em sẽ ship code cho các bác đúng như email này thì các bác nhận hàng các bác nhé. Đây này, tắt chế độ máy bay thì mới vào được email. Rồi đây, đúng như email này luôn các bác nhé, 2129 này này thì các bác nhận hàng. Cây này thì máy nói chung là máy nguyên bản đến 100%, đến con ốc cũng chưa từng tháo ra. Những cây nào mà thay pin thì bên em sẽ báo là thay pin, còn những cây nào mà nó nguyên si chưa động chạm một cái gì thì bên em sẽ báo cho các bác là nguyên si các bác nhé. Cây này thì là iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 64GB, hình thức đẹp 99%, pin dung lượng pin còn rất là cao luôn, còn 91%. Những cái cây bên pin 91% này thì các bác tìm cực kỳ khó luôn các bác. Đây, pin 91% này, dung lượng rất là ok. Đấy, bản quốc tế này, bản quốc tế 64GB. Nói chung là các bác dùng một cái cây iPhone 11 Pro Max mà kiếm được một cái cây như này thì rất là ngon. Máy zin nguyên bản, nguyên áp suất, chưa sửa chữa bất kỳ một thứ gì, hình thức đẹp 99%. Cây này thì tất cả mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Loa to nghe rõ ràng, nghe cực kỳ hay luôn. Các bác dùng cái dòng này thì các bác sẽ biết rồi. Với cái giá tiền là mười mấy triệu thì các bác dùng cây iPhone 11 Pro này thời điểm này là rất là hợp lý. Cây này thì nhà em đang thanh lý là 14.2 triệu các bác nhé.
14 triệu 2 cây iPhone 11 Pro này, bản quốc tế 64GB, máy đẹp đến 99%, pin thì nó đang 91% các bác nhé. Cây này em thanh lý là 14 triệu 2, tặng cho các bác sạc cáp. Đấy, cây này em thanh lý 14 triệu 2 là thanh lý cũng là giá rất hợp lý cho các bác, để các bác kiếm được một cây máy ngon để dùng rồi các bác nhé. Nên là các bác vui lòng là đặt hàng thì có thể liên hệ bên em qua cái số hotline là 0911003229. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một số những cái mẫu điện thoại Android mà nhà em đang có. Ở clip trước thì em cũng giới thiệu đến nhiều mẫu Android rồi, thì đã bán vợ cho các bác rồi. Hôm nay còn có lại có mấy cây thôi, cũng không còn nhiều nữa. Android thì nhà em đợt này không về được nhiều, đã bán vợ cho các bác hết rồi. Em giới thiệu đến các bác một cây Samsung nhé. Nhiều bác hỏi Samsung thì hôm nay em đã về được một cây Samsung này. Máy thì máy đẹp 99%. Nói chung cây này là cây Samsung A12. Đấy, đẹp 99% luôn các bác. Đằng sau thì được trang bị là 4 camera và một đèn flash các bác nhé. Máy vỏ viết rất là đẹp. Dưới đít này thì nó được trang bị là một cái jack 3.5 này, một cái loa và một cái cổng mi USB Type-C. USB Type-C là cái dòng USB mới nhất của dòng Android bây giờ. Máy thì bản quốc tế 2 SIM, Samsung A12 này. Hình thức đẹp 99%. Đây A12 nhá. Thông tin phần mềm đây. Máy đang chạy phiên bản Android 11. Máy này thì được trang bị cấu hình là RAM 6GB và bộ nhớ là 128GB các bác nhé. Đây, bộ nhớ RAM này 1.8/6GB thì nó mới dùng được có hơn 1.8GB thôi. Bộ nhớ của điện thoại thì là lưu trữ là 128GB. Đấy là ROM đấy, ROM 128GB và RAM là 6GB. Với cái cấu hình RAM 6GB thì các bác dùng là thoải mái luôn. Cây này thì em cũng chưa check bảo hành, nhưng khả năng cao là cây Samsung A12 này nó còn bảo hành. Tại vì em bận, em chưa có thời gian em check bảo hành cái cây này. Đấy, máy thì hình thức đẹp 99% luôn. Đằng sau thì được trang bị là 4 camera và một đèn flash này, cái Samsung A12 này. Cây này hiện tại thì em đang thanh lý là 3 triệu tròn các bác nhé. Rẻ hơn máy mới được tận 1 triệu. Mà các bác dùng một cây như này thì nó không khác gì một cái máy mới cả. Đấy, cây Samsung A12 này thì khác gì một cái máy mới đâu, mà rẻ hơn mua mới được tận 1 triệu. Cây này em thanh lý là 3 triệu to tròn. Tặng đầy đủ sạc cáp miễn phí ship cho các bác. Các bác nhận hàng chỉ việc thanh toán là 2 triệu 9 thôi, vì các bác phải cọc 100 rồi. Thì cây này em bán là 3 triệu tròn các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Oppo, là Oppo Reno 5. Cây này thì em đang giảm giá xuống còn 5 triệu. Cấu hình thì là đẹp, hình thức thì đẹp tầm 99% các bác. Đây, hình thức đẹp 99% nhé. Nói chung chả có gì để nói đâu. Màn hình mà niếc đẹp ok, riêng nguyên bản luôn. Màn hình AMOLED. Máy Reno 5 này thì được trang bị là cấu hình RAM là RAM 8GB và bộ nhớ là 128GB các bác nhé. RAM 8 và bộ nhớ 128GB. Với cấu hình này thì rất là mượt mà. Cây này em đang giảm giá xuống còn 5 triệu. Đấy, cây Oppo Reno 5. Reno 5 này thì được trang bị là 4 cam sau và một đèn flash này. Trước thì nó sẽ được trang bị là một cái camera nốt ruồi như này. Đấy, dòng 8GB này thì dùng rất là mượt mà rồi. Các bác dùng Oppo rồi các bác sẽ biết là Oppo Reno 5 này dùng cũng rất là ok luôn. Giá 5 triệu tròn, tặng đầy đủ sạc cáp cho các bác. Tiếp theo giới thiệu đến một cây, đó cây Vivo Y11. Cây này là được trang hình thức này. Em sẽ quay hình thức trước nhé. Hình thức thì nó phải nhẹ một chút ở lưng này. Đây, lưng nó phải nhẹ một chút như này. Viền thì nó cũng tương đối là đẹp thôi, nó cũng phải một chút. Nói chung là cái viền zin này của nó như này nó rất là ok rồi. Cây Vivo Y11 đây được mở khóa khuôn mặt này, mở lên phát nhận ngay luôn. Cây dòng Vivo này cho nó nhận khuôn mặt cực kỳ nhanh luôn đấy. Đây em mở lên nhé, cho bác xem nhé, mở phát nhận ngay đấy. Cây này nó mở khóa một khuôn mặt rất là nhanh luôn. Thì cái bảo mật của nó là một cái khuôn mặt và một cái vân tay. Vân tay thì vân tay đằng sau đây, thêm vân tay đây, thêm vân tay thì các bác thêm như này đấy, cứ chạm chạm như này nó thêm này đấy. Vân tay các dòng những cái con máy nội địa này, Vivo, Huawei, Xiaomi này cho nó cực kỳ nhanh luôn các bác. Đấy, đây nhá, chỉ vân tay một chạm, chỉ cần chạm phát là nó lên đấy, chạm phát là nó lên.
Cây này thì được trang bị là cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ là bao nhiêu đây? Bộ nhớ 32GB. Cấu hình RAM 3/32GB. Cây Vivo i11 này em đang thanh lý là 1,8 triệu các bác nhé. Máy thì là màn hình 6,35 inch. Cam sau thì được trang bị là hai camera kép và một đèn flash này. Đằng sau thì một cái vân tay nữa. 6,35 inch. Cây này em thanh lý là 1,8 triệu. Đấy, với cái cấu hình tầm 1,8 triệu thì các bác dùng cây Vivo i11 này cũng rất là ngon. Cây này thì bảo mật là vân tay và khuôn mặt rất nhanh. Tiếp theo em giới thiệu lốt đến một cây nữa là cây Oppo A7. Cây này thì vỏ xấu các bác nhé. Đây, vỏ xấu này em không có thời gian em mua nhập về như nào thì em bán luôn như thế cho các bác nhanh. Cây này thì máy zin nguyên bản 100% luôn. Vỏ thì nó hơi xấu một chút nhưng màn hình thì đấy, màn hình thì cũng nó cũng xước, nhưng xước một tí ti thôi. Đây, nó xước một tí ti này thì em sẽ dán kính cường lực vào các bác nhé. Cây Oppo A7 này, Oppo A7 được trang bị RAM 4GB. Cây này tuy là nó hơi hình thức hơi xấu nhưng máy zin nguyên bản 100% và được trang bị là RAM 4GB này. Bộ nhớ 64GB. Màn hình thì cũng tương đối là rộng đây, như cái tay em đang cầm như này. Tương đối là rộng các bác nhé. Với cái vỏ như này thì các bác lên Shopee đặt một cái ốp lưng khoảng 20.000 về thì ốp và là ngon lành luôn các bác. Một cái là thành một cái máy cực kỳ ngon luôn. Dùng một cái ốp thì bây giờ nó cũng không còn quan tâm lắm về cái những cái vỏ kiểu như này. Làm cái ốp 20.000 cái là ngon. Máy này thì đằng sau được trang bị là camera kép này và một đèn flash. Tiếp theo nó là một cái vân tay đằng sau màn hình. Cái vân tay đằng sau này em rất thích cái kiểu thiết kế vân tay đằng sau màn hình này. Khi mà mình cầm máy lên thì cái mình chỉ cần chạm ngón trỏ phát là sẽ mở máy lên. Cây này thì em đang không đăng ký vân tay nên là em sẽ đây, bảo mật vân tay, khuôn mặt các kiểu đầy đủ luôn. Vân tay này, cây này thêm vân tay. RAM 4GB, bộ nhớ là đấy, cứ chạm như này thôi. Đấy, chạm như này nó nhận này. Đấy, cực kỳ nhanh luôn. Cái dòng Oppo Vivo này thì vân tay nó rất là nhanh. Đấy, xong rồi đây nhá, tiền chạm một phát này. Đấy, máy lên luôn, chạm phát này, máy lên luôn. Cái cây Vivo A7, cây Oppo A7 này RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB, bộ nhớ 64GB. Em thanh lý là 1,7 triệu các bác nhé. Cây này em thanh lý giảm giá xuống còn 1,7 triệu vì vỏ nó hơi xấu một chút. Đây, 4/64GB với cái cấu hình 1,7 triệu thì các bác dùng một con Oppo A7 này cũng rất là ngon. Tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp luôn và miễn phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng các bác nhé. Đấy, ngày hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một số mẫu điện thoại như vậy thôi. Thì bác nào mà thấy mẫu điện thoại nào mà cảm thấy phù hợp với mình thì các bác có thể nhắn tin qua cái fanpage Di Động MV cho bên em. Bên em mà chuyên mua bán các cái dòng điện thoại cũ giá rẻ các bác nhé. Đấy, máy thì có như nào thì em trình bày luôn cho các bác như thế để cho các bác dễ dàng lựa chọn những cái mẫu của mình. Khi các bác đặt hàng thì em sẽ lại chụp ảnh này, quay video chi tiết cái máy đấy cho các bác xem luôn, rồi tư vấn các bác đến khi nào các bác ưng ý thì thôi. Đấy, thì địa chỉ cửa hàng em là 111 Triều Khúc, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 0911003229. Các bác có thể liên hệ qua cái số điện thoại này hoặc là fanpage Di Động MV. Em sẽ để link fanpage ở dưới mục mô tả của video các bác nhé. Các bác click vào đấy rồi liên hệ bên em thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Đấy. Rồi, xin cảm ơn và xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo các bác nhé.